ơi, nhìn đúng quần áo của con nhiều không này? Toàn quần áo của mày đấy. Không, mùa đông này bọn mày nhiều quần áo thế. Cái này không, cái hộp này không đựng vừa quần áo của mấy đứa nữa rồi. Thôi bây giờ làm cho mấy đứa một cái tủ quần áo nhá. Treo hết cái đống này lên, không thì không có chỗ để. Để gọn sang đây. Cho mấy cái quần áo này nhá. Mẹ đi làm tủ đây. Để làm thành cái tủ quần áo cho các bé ngày hôm nay ấy, thì là mình tận dụng những cái mảnh ghép để ghép tủ hoặc các chuồng mua trên Shopee ấy. Ngày xưa mình mua để dựng chuồng cho các bé, nhưng mà bây giờ không nhốt các bé nữa ấy, thì là mình sẽ tận dụng cái này để làm tủ quần áo cho các bé nha. Và các bạn dùng những cái miếng này ấy, thì là các bạn có thể dùng giấy màu hoặc là dùng các dây trang trí tùy thích để trang trí cho cái tủ của mình sinh động hơn. Mình lưu ý là mình cần có các cái khớp nối này nhá, còn cái búa này là cũng đi theo cái bộ của cái ghép chuồng này, để mình tí nữa mình đóng vào cho chặt hơn. Treo quần áo thì mình cần phải có móc ý. Mình sẽ dùng bìa cứng để làm thành những cái móc như thế này này. Tí mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì mình sẽ dùng kéo này, bút này, cái băng dính để làm thành cái móc như vừa rồi mình có giới thiệu ý. Đơn giản lắm. Mình không có cái thanh treo ấy. Cái bộ này mình mua về làm chuồng ấy, nó không có thanh treo, thì mình sẽ dùng dây để treo quần áo. Đây là cái này mình làm cửa nhá. Tiên ít thì là mình sẽ trang trí trước cho những cái tấm lưới trống như thế này. Mình sẽ dán giấy vào thành những cái ô như thế này cho đẹp hơn. Rồi sau này có thời gian rảnh thì mình sẽ vẽ lên đây nữa. Ok nhé. Đây, đến lúc mình sẽ thành những cái tấm như thế này này. Cái này là cái miếng ở bên hông. Mình sẽ dùng băng dính này cắt thành các miếng nhỏ. Cái chiều này là cái chiều sẽ ra ngoài nhé, thì mình sẽ đặt lên dưới, đặt sao cho nó cái tờ giấy nó cân. Xong sau đấy là sẽ cố định bằng băng dính. Đây, mình sẽ dùng băng dính nhá, cố định từng góc từng góc. Thực ra các bạn chỉ cần cố định 4 góc, với cái miếng dài này thì mình sẽ cố định thêm 2 góc này nữa. Các bạn để ý là dán vào cái thanh sắt này nhá, để giữ cái tờ giấy không bị xô dịch. Đó, cái tờ này nó sẽ nó hơi dài nên là mình sẽ cố định thêm 2 góc này nữa. Mình đã có thành quả là một tấm như thế này. Mình cứ tiếp tục làm như thế với cả các cái mảnh khác. Nếu mà nhà mà các bạn có sẵn dây vi băng hay là dây hoa dây lơ thì mình cũng có thể dùng nhá. Không nhất thiết là phải dùng giấy như thế này đâu. Chỉ là tại vì bên mình có sẵn ý, mình có sẵn cái gì tiện làm cái gì mình thích thì mình làm thôi. Đặc biệt hơn so với các tấm khác. Bây giờ mình sẽ ghép thành cái ô tủ nha. Cái này sẽ là mặt đáy này. Đây, mình sẽ dùng các cái khớp nối này tạo thành những cái điểm để có thể nối thành cái ô tủ của mình. Cái này đơn giản lắm, đơn giản cực kỳ luôn ấy. Ai cũng có thể làm được. Cái cạnh này nó sẽ cái vào tường ấy, thế nên là mình sẽ cho cái mặt này vào trong. Khi mình mở tủ ra mình sẽ nhìn thấy cái mặt này chứ không phải là cái lưới này nha. Đó,
thể dùng tay để ghép ấy. Còn nếu mà khó đóng quá thì các bạn dùng cái ấy để đóng. Thực ra mình thấy là rất dễ dùng tay để ghép. À, mình sẽ để cái tủ của mình ấy ở một góc ấy. Đây, mình sẽ để. Mình muốn lấy cái mặt là giấy này, cái mặt mình có thể nhìn thấy khi mình mở tủ ra. Còn đâu các cái khác thì mình sẽ đặt sát vào cái cạnh tường ấy, thế là không nhìn thấy. Mà các bạn có thể dán cả hai mặt thì mình sẽ không nhìn thấy cái ô lưới đấy nữa. Trên. Ở trên này thì mình sẽ nhìn từ trên xuống ấy, nên là mình sẽ đẩy cái này ra ngoài. Nói chung là mình thấy chỗ nào mình có thể nhìn thấy nó ấy, mình đẩy nó đẹp. Đó. Cái cửa ấy là mình sẽ không dùng cái khớp nối đấy nữa. Thì là dùng cái khớp, nếu mà mình bật kéo cái khớp nối này ấy, thì mình sẽ không mở được cửa. Vì vậy nên là mình sẽ dùng cái dây thép này để luồn qua. Ở bên dưới mình cũng làm tương tự như thế. Các bạn không cần phải thiết dây quá chặt đâu. Đó, thế là mình cái tủ của mình đơn giản là như này thôi. Mình mở ra. Đây là ở nhà mình ý, cái giấy này là giấy trắng. Các bạn hoàn toàn có thể dùng giấy màu thứ thì cái tủ nó sẽ sinh động hơn. Chúng mình sẽ dùng kéo để cắt bớt cái dây thừa đấy nhá. Gặn cho nó giấu đi, mùi nối đi. Đấy, về cơ bản thì là mình đã xong cái phần khung của tủ nhé. Bây giờ chúng ta cần dùng cái dây này để có thể thành các móc treo bên trong. Đây, mình sẽ gập đôi cái dây này nhé. Xong một bên thì qua tạo thành nút thắt, thế là chúng ta đã có một bên rồi. Sau đó là căng dây sang bên kia, kiếm cái ô của mình vừa ấy thắt ở bên kia nha. Bên này thì mình sẽ phải thắt nút. Trong này mình ở phía trong ấy thì là mình không có cắt cuốn đi đâu, mình chỉ thắt ấy. Để như ở đấy là một cái nơ ấy, xong mình mới cắt. Thế là đã xong cái phần tủ nhá. Xong cái tủ rồi ấy, thì là mình cần những cái móc treo này để treo quần áo cho các bé. Thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng bìa cắt tông nhé, để có thể tạo thành những cái móc như thế này này. Dễ lắm. Các bạn cái chiều dài này, mình dùng một cái ô chữ nhật. Mình dùng thước nữa. Cái chiều dài này chính là cái chiều dài dài hơn cổ áo của các bé ấy. Tùy thuộc vào cái
áo mà bé nhà bạn đang mặc thì là bạn bạn lấy áo này, bạn đo dùng thước bạn đo ấy để sao cho nó dài hơn cái phần cổ áo này một chút để nó có thể giữ được cái áo này, thấy không? Sau đấy là dùng cái bìa chia đôi cái bìa ra, tạo một cái kẻ một đường để tạo thành cái móc bên dưới, chia đôi ra để mình lấy cái móc treo bên trên. Cái móc treo bên trên này thì mình cũng dùng bút chì ấy, mình kẻ một đường thẳng, sau đấy là mình từ cái đường thẳng đấy mình vẽ thành cái hình cái móc như thế này. Đó, dễ đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ dùng kéo. Đây là cái phần khó khăn nhất khi mà cắt bìa cắt tông. Nó dày ấy. Đó, đây là cái phần mình cảm thấy nó khó khăn nhất, phải dùng sức nhiều nhất trong cái công việc này. Nó còn phải dùng sức hơn cả cái lúc mình lắp cái tủ nữa. Vì cái bìa này nó rất là dày ấy. Chúng ta sẽ cắt cái đường thẳng trước nhé. Nó sẽ dễ hơn nếu mà các bạn có dao dọc giấy hoặc là những cái dao cắt kỹ thuật ý. Ở nhà mình cũng có dao dọc giấy nhưng mà nó cùn quá rồi, nên là mình dùng kéo. Cắt đến những cái khớp này thì các bạn chú ý nhé, đừng để cắt lẹo. Mình cứ chia nó thành những cái đường thẳng nhỏ ấy, cắt trước. Còn đâu các đường cong chúng ta sẽ cắt sau. Đó, đây là cách mình dùng kéo. Mình sẽ cắt đến một nửa này, một nửa thì mình sẽ cắt tiếp từ phía đầu kia. Như thế là sẽ không bị gập cái móc của các bạn quá nhiều. Bây giờ là mình sẽ dùng kéo và để cắt lốt cái tam giác này nha. Cái móc bây giờ ấy nó hơi cứng xíu, mình có thể bo tròn hai cái đầu này để cho cái móc của mình nó sinh thành đáng yêu hơn. Đấy, vậy là xong một cái móc quần áo rồi. Xinh không? Xinh đúng không? Cái mắt này, cái mắt đỏ này xinh hơn này. Mình sẽ tiếp tục làm với cả các cái móc khác mình làm từ trước nhá. Cắt tròn đi để nhìn nó mềm mại hơn đi. Cái này các bạn chỉ cần hơi bo đi thôi, cũng không nhất thiết phải dùng nữa. Bút để vẽ. Các bạn nào khéo tay ấy, có thể dùng bút để vẽ thêm lên đây cho xinh. Đây là mình dùng để treo quần áo cho các bé. Cái cách làm móc này là ngày xưa một con bé chơi búp bê ấy. Thế là hay may quần áo cho búp bê xong cũng xí sớn làm móc treo, tại vì là không có bạn mua được mấy cái móc nhỏ xíu để treo đồ cho các bé. Lần lượt từng cái. Bìa này thì chắc là nhà bạn nào cũng có. Những cái thùng cắt tông nhỏ nhỏ mình ăn bánh ăn kẹo rồi mua đồ về nhiều lắm. Ơi, Úc, đây không phải nhà của Úc đâu. Đây là chỗ để phải tí nữa treo quần áo đấy. Các bạn theo dõi chị Mèo Sen, các bạn có biết Úc không? Úc hay được lên bài lắm, Úc xinh là xinh nha.
Út là một bé mèo golden nhé, phong to cực, khoe các bạn tay Út này, thích cực luôn, ngày nào đến cũng phải sờ, nắn, mà yêu lắm, quấn người lắm, cứ lại gần người một cái là thở, nằm nũng, ai cũng bế được ý. Bạn nào mà muốn đón Út đi thì inbox cho tiệm màu sen nha, để đón Út về nhà mới. Bố mẹ lại mua nhiều quần áo mới cho Út, đúng không? Út nhìn này, các bạn nhìn người Út to không nè. Út nhà mình béo lắm, ăn nhiều cực, mà tay cụm đấy nha. Chiu. Út chào các bạn đi. Hi. Chào mọi người. Nhà mình nha, ngoại trừ mấy bé golden này còn có một em. À đây, lại Yến. Yến cũng muốn lên hình. Đây là em Yến, tiểu công chúa của nhà mình. Nghịch lắm, bướng lắm, nhưng mà lanh lắm. Yến cái gì cũng ăn nha, cứ thấy đồ ăn là Yến sẽ ra, cứ thấy ai làm gì là Yến sẽ ra, tò mò. Yến bao nhiêu tuổi rồi Yến? Em được 2 tháng rồi, mai em phải đi tiêm phòng đấy. Mai là Yến tiêm phòng với 2 rồi, thế nên là sau này bố mẹ nào mà đón Yến về là chỉ việc chăm thôi, không phải làm gì hết ạ. Nào Yến thử trèo lên đấy xem có sập tủ không. Yến không làm sập tủ đâu. Đây, bây giờ đúng là giờ các bạn lên hình nên là em nào cũng muốn lên, Đóm cũng chui vào đây để được lên hình nhè. Đóm là một bé mèo xám xanh nha, nhưng mà đặc biệt lắm, Đóm có 4 cái tất trắng nè, trong Đóm còn đeo cà vạt nữa nha mọi người. Em này thì nghịch lắm, thích chơi cần câu mèo với cả mấy cái có chuông ấy. Hôm mới đón về vẫn phải cách ly. Mèo bạn nào về nhà tiệm thì cũng kể cả tiêm rồi chưa tiêm thì đều phải cách ly theo dõi 3 ngày. Thế là ngoan lắm, cho vào trong lồng chẳng kêu gào gì, treo cho mỗi cái chuông với cả bông hoa ở đấy nghịch cả ngày cùng với anh Đóm nha, anh Điếu nha. Đây là Đóm. Mọi người nhớ nha, mọi người nhớ nhìn em nha, nếu mà yêu em thì nhớ báo với cả tiệm mèo sen là muốn đón em Đóm nha. Đúng không Đóm? Ngại đây, ngại không muốn lên hình nữa rồi. Trời ơi, trông thế này thôi, nhưng mà mấy bé không quen với ống kính đâu, vào ké một tí thôi. Thôi mình làm nốt còn treo quần áo cho tụi nó, không hết buổi chiều mất. Sắp xong rồi, hình như còn một cái này thôi. Mình cũng không nhớ là bây giờ có 10 hay 11 bộ nữa. Tại vì một số em khi mà về nhà mới ấy, thì là bọn mình sẽ, trời mà lạnh quá thì sẽ mặc luôn cho các em, không thì các em sẽ bị cảm lạnh. Vẫn còn một cái. Mà Hà Nội mùa này lạnh lắm rồi, mọi người nhớ chú ý giữ ấm cho các em nha. Nếu mà không có phòng nhà mình lạnh ý, hoặc là không có đèn giấy các thứ ý, thì có thể xem video hướng dẫn. Để vào đi. Đi nha, mấy đứa đã chọn được chỗ để tủ quần áo rồi. Ta-da! Đây là tủ quần áo của tiệm mèo sen nè. Giờ mình sẽ cho thêm quần áo của các bé vào đây nha. Mùa đông rất là nhiều quần áo. Đây một tủ rồi, nhà toàn các bé nam mà, nhiều quần áo như con gái. Sang mùa hè có mấy bé gái nữa, chắc là có thêm váy nữa, còn bây giờ toàn áo thôi. Ta, ui rơi mất cái áo này rồi, nhỏ quá. Đó, Út ơi, bên này cơ mà, con nằm bên đấy làm sao mà con thấy tủ quần áo của con. Đây, tủ quần áo của Út xong rồi đấy. Út thích không? Thích nhỉ? Thế là từ nay có tủ quần áo để quần áo rồi. Thế lại mua thêm quần áo nữa nhá. Rõ ràng tủ quần áo mà chui vào đấy để chơi đấy, trốn đấy. Út ơi, sắp đến giờ ăn rồi, đi ra đi ăn như nào. Thôi, mình xin kết thúc video ở đây nhá. Thế là đã hoàn thành xong cái tủ quần áo cho mấy bé ở tiệm mèo sen. Các bạn có muốn ý, mình làm thêm video về cái gì đó, hoặc là hướng dẫn gì đó, hoặc tư vấn thêm về các cách chăm sóc của các bé, thì các bạn comment ở bên dưới nhé.
Bây giờ thì Úc Úc với cả Sen chào mọi người nha. Úc Úc ơi, quay mặt ra đây nào. Bye bye.